Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Thế Giới Bí Ẩn. Trốn với nhan sắc 10 năm sau, sao nhí phim kinh dị xứ Nhật làm ai cũng sốc. Nhân vật cậu bé ma mắt đỏ ngầu, da trắng xanh trong bộ phim kinh dị mở đầu cho một loạt series Juon The Crew, sau đó được đảm nhận bởi diễn viên nhí Yuya Ozeki. Yuya sinh năm 1996 và tham gia vào bộ phim ma đầu tiên vào năm 7 tuổi, mặc dù chỉ tham gia vào 3 tác phẩm The Crew năm 2004. Juon The Crew năm 2002, song những hình ảnh của Yuya vẫn được sử dụng ở các phần tiếp theo. Yuya Ozeki đã có màn lột xác ngoại hình sau 10 năm khiến người hâm mộ khó lòng nhận ra. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng đừng quên bấm like, share, subscribe và ấn vào nút thông báo để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Thế Giới Bí Ẩn các bạn nhé. Một trong những yếu tố khiến các bộ phim kinh dị trở nên khá đáng sợ, bên cạnh những hồn ma lởm vởm bay hay là những con quỷ khát máu, là những đứa trẻ xuất hiện trong phim. Bất cứ lúc nào mà một nhân vật trẻ con xuất hiện cũng có thể trở thành công cụ để các nhà làm phim cài nắm yếu tố rùng rợn như là búp bê, búp màu, tủ quần áo, thú nuôi. Nếu mà thường xuyên xem phim kinh dị thì hẳn nhiều bạn cũng cảm thấy lạnh gáy khi mà một đứa trẻ trông rất dễ thương và ngây thơ bắt đầu nhè hàm răng sắc nhọn nhìn bạn, hoặc là khi chúng quay đầu 180 độ trước màn ảnh. Những bộ phim kinh dị nổi tiếng không chỉ vì cốt truyện, cảm giác rùng rợn thực sự, mà còn vì những hình ảnh đứa trẻ trong phim. Nhiều năm trôi qua thì bạn có bao giờ thắc mắc bây giờ chúng như thế nào? Hãy cùng nhìn lại bộ phim kinh dị nổi tiếng là The Grudge sau 10 năm đóng máy, cùng với nhân vật cậu bé ma là Toshio ngày ấy và bây giờ nhé! Sau hơn một thập kỷ Juon, The Grudge vẫn luôn gây ám ảnh cho những ai từng xem qua bộ phim. Juon The Grudge không bao giờ bị bỏ quên khi mà nhắc đến những dòng phim kinh dị mà nữ báo thù của Nhật Bản. Kayako chính là nhân vật chính của bộ phim khi mà cô bị giết dã man và linh hồn không siêu thoát của cô đã ám cả căn nhà của mình và tìm cách giết bất cứ ai bước vào dù chỉ một lần. Những khán giả đã xem qua bộ phim đều ám ảnh bởi một nhân vật mà nữ kinh khủng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng và bộ tóc dài gây ớn cả gáy. Chưa dừng ở đó thì chính sự xuất hiện bất cứ nơi đâu của Kayako đã khiến những nhiều người ám ảnh vì cứ nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện trên giường mình vào đêm nay. The Grudge là phiên bản làm lại từ phim kinh dị Nhật Bản là Juon, vốn rất nổi tiếng vào năm 2002. Một phim xoay quanh vào hai mẹ con là Kayako và Toshio bị người cha thảm sát. Linh hồn của họ quay lại ám ảnh ngôi nhà và giết bất cứ ai lỡ bước chân vào đó. Bản remake đầu tiên của Mỹ được thực hiện vào năm 2004 với sự tham gia của nữ diễn viên là Sarah Michelle Gellar trong vai nữ y tá bị vướng phải lời nguyền đáng sợ. Cả The Grudge lẫn bản gốc Juon đều là những tác phẩm kinh dị kinh điển mà khán giả vẫn phải nhắc đến cho đến bây giờ, từ một gia đình cho đến bi kịch thảm sát. Tuổi thơ của Kayako đã không được như bạn bè khác khi mà mẹ của cô lại là một thầy phù thủy. Bà ta chuyên sử dụng cô để có thể ăn các linh hồn tội ác từ bệnh nhân. Chính vì vậy đã làm ảnh hưởng đến suốt cuộc đời còn lại của cả nhà cô. Cô phải chịu đựng những lời bàn tán và đối xử tệ hại từ những người xung quanh. Khi mà trở thành cô bé 18 tuổi và bước vào môi trường đại học, Kayako gặp được Shunsuke Kobayashi và nảy sinh tình cảm với cậu ta. Nhưng vì hoàn cảnh của cô chỉ biết ở xa và yêu đơn phương, sau nhiều năm thì cô đã kết hôn với lại Takeo Saki, người đàn ông duy nhất hiểu và thông cảm cho cô. Họ sống hạnh phúc và sinh một bé trai là Toshio. Tưởng chừng như mọi thứ lại tốt đẹp thì Kayako lại không thoát khỏi tình yêu đơn phương trước đó, khi mà Kobayashi bất ngờ lại là giáo viên cho con trai mình. Vợ chồng hiện tại của cô là Takeo đã phát hiện được tình cảm của cô trên cuốn sổ nhật ký. Ông đã điên tiết và tấn công Kayako một cách tàn bạo ngay tại nhà. Đẩy Kayako đập mặt vào tường, cô đã tìm mọi cách để bỏ trốn, nhưng không thể thoát khỏi tay của tên sát nhân thú tính khi mà bị hắn dùng dao đâm liên tục vào người, khiến cô chỉ còn là một cái xác cứng đờ, đầy máu. Trước khi chết thì cô chỉ đủ sức để kêu rên. Đây chính là dấu hiệu xuất hiện đặc trưng nhất của Kayako trở thành hồn ma. Đến Toshio, con trai của Takeo cũng bị thảm sát. Hắn nhấn chìm Toshio trong bồn tắm cho đến ngạt thở. Chưa dừng ở đó, hắn còn tìm đến nhà của Kobayashi để giết chết người vợ đang mang thai. Cuối cùng thì hắn chạy ra đường trong cơn điên loạn và bất chợt bóng ma của Kayako xuất hiện, kịch liễu đời hắn. Sau cuộc thảm sát, Kayako và con trai Toshio được tái sinh, nhưng lần này họ trở thành những hồn ma giận dữ và chỉ muốn báo thù cho những người nào dám động vào căn nhà của họ. Đã có rất nhiều người nhận ra được sự mất tích bí ẩn của hai mẹ con nên đã ra vào điều tra, nhưng tất cả đều nhận lại những điều khủng khiếp kinh hoàng. Từ đó họ trở thành linh hồn báo oán, tiếp tục ở lại căn nhà và gieo những lời nguyền chết chóc cho bất kỳ vị khách nào ghé thăm. Juon trở thành biểu tượng của làng phim kinh dị.
Cho đến bây giờ thì Chuan nói chung và Kayako nói riêng đã có cho mình một kỷ lục khó có thể bị đánh đổ khi mà có rất nhiều phim đã ra nhưng đều mang đến sự thành công nhất định. Bộ phim ghi được sự chú ý vì là cách làm kể chuyện theo hướng tâm linh, tạo sự ám ảnh đặc trưng của thể loại phim ma châu Á. Hai nhân vật chính đã trở thành biểu tượng của dòng phim này và được hóa trang với cả tạ phấn trên mắt. Cậu bé có một nước da trắng bệch xanh xao và người mẹ có một đôi mắt xám ngắt, trũng sâu và bộ tóc dài rối bù, bò lồm ngồm xuống cầu thang và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tất cả những ai đang từng xem chuỗi phim của Chuan. Hiện nay thì Chuan được trở thành một trong những thương hiệu riêng vô cùng ăn khách của dòng phim kinh dị đường đại. Tuy không có những chi tiết khiến người ta đôi lúc giật mình khớp thét, chuỗi phim Chuan khiến cho khán giả luôn trong tình trạng bị ám ảnh từng chi tiết, từng hình ảnh và thậm chí là cả những điều không hề xuất hiện trên màn hình. Sự xuất bộ phim không gây cho khán giả khó chịu về ánh sáng nhưng với màu sắc không khí lạnh lẽo, đặc quánh và ngột ngạt còn kinh dị hơn rất nhiều so với bóng đêm mờ ảo. Cậu bé ma Toshio ngày ấy, bây giờ. Diễn viên nhí Yuya Ojiki, cậu bé đóng vai cậu bé ma là Toshio, đáng sợ trong phần đầu tiên của The Group trong năm 2004. Bỏ đi lớp trang điểm thì Yuya trở thành một trong những cậu bé vô cùng dễ thương. Cậu diễn viên nhí này có một vẻ ngoài đáng yêu không kém bé Sa, đã có một màn lột xác ngoại hình sau 10 năm khiến người hâm mộ khó lòng nhận ra. Yuya Ojiki sinh năm 1996, từng tham gia diễn xuất trong The Group lời nguyên. Bộ phim kinh dị siêu nhiên do biên kịch là Stephen Sukko và đạo diễn Takashi Shimizu dàn dựng. Khi mà tham gia bộ phim thì Yuya mới chỉ lên 7 tuổi, nhưng ngoại hình nổi bật của cậu bé đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với đôi mắt to tròn và má hồng. Trong phim thì Yuya thường xuất hiện trong bộ dạng cởi trần, da và đôi môi tái nhợt cùng với đôi mắt chỉ còn tròng đen, ngồi trên cầu thang và nhìn trừng trừng đã khiến cho bao người phải kinh hãi. Có thể nói thì cậu bé ma Toshio do Yuya Ojiki thủ vai đã gây ra rất nhiều ám ảnh cho fan phim kinh dị trên toàn thế giới. Đến nỗi nhiều người khi mà đi lên xuống cầu thang thỉnh thoảng lại nhớ tới hình ảnh của Toshio cùng tiếng kêu meo meo rợn người. Lớn lên một chút thì anh chàng có tham gia một vài bộ phim dự án khác mang tên là Oyaji no Senaka và Hontero no Seruyu nhưng không gây được tiếng vang và tên tuổi của anh thì dường như chìm trong dĩ vãng đối với nhiều khán giả. Tuy nhiên mới đây thì cựu diễn viên nhí bất ngờ đăng tải trên Instagram cá nhân một tấm hình chép ảnh bản thân hồi đó đóng trong The Group với hình ảnh hiện tại và dòng chú thích. 10 năm thử thách của tôi là cả một hành trình, hãy giữ bỏ những hình ảnh trong quá khứ với The Group để trở thành một người đàn ông trưởng thành ở hiện tại. Vậy là đã 10 năm trôi qua kể từ khi mà đóng máy của series phim kinh dị hắc ám này, ngoại hình thay đổi 180 độ, cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồng cuộn, râu ria xương xoang của Yuya trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu, búng ra sữa còn nhỏ khiến cho người hâm mộ khó lòng mà nhận ra. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà cựu diễn viên nhí là Yuya chia sẻ lại hình ảnh cách đây 10 năm của mình. Một tin vui cho những khán giả yêu thích bộ phim kinh dị nổi tiếng là The Group sắp tới. Nó sẽ quay lại màn ảnh rộng để có thể đem lại nỗi sợ cho khán giả một lần nữa. Hơn 10 năm kể từ khi mà The Group 3 vào năm 2009, Sam Raimi đã quyết định tái khởi động tựa phim này trong đầu thập kỷ mới. So với phiên bản của Mỹ vào đầu thập niên 2000, gắn mát là PG-13, thì The Group 2020 được nâng tầm khi mà ra Mark R không dành cho khán giả dưới 17 tuổi. Đồng nghĩa với việc nỗi sợ hãi sẽ được tăng lên rất nhiều lần. Trailer phim mới tung ra cách đây không lâu, hé lộ nhiều cảnh quay rùng rợn của một nữ cảnh sát vừa bước vào căn nhà ma ám rùng rợn. Đạo diễn của The Group lần này chính là Nicolas Bessé. Anh chia sẻ rằng tôi không cố gắng làm một câu chuyện kinh dị của Nhật Bản theo kiểu Hollywood với một góc nhìn khác. Khai thác đề tài ma Takashi Shimizu tạo nên từ thập niên 2000 nhưng lại mang hơi thở của hiện đại. Lần này thì phim sẽ đi sâu, khai thác những bí ẩn phía sau của lời nguyền trong căn nhà ma ám. Từ dự đoán là sẽ u tối, đẫm máu và kinh dị hơn trước đây. The Group 2020 không chỉ là phim kinh dị mở màn cho năm mới năm 2020 mà còn là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của thập kỷ mới. Sự ra mắt mới của The Group năm 2020 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm kinh hoàng nhất từ trước đến nay cho khán giả. Bạn đã từng xem qua một phim kinh dị nổi tiếng The Group hay chưa? Và bạn thấy ngoại hình của Yuya Ojiki sau 10 năm như thế nào? Anh ấy dễ thì thành công đi chứ? Hay bạn thích hình ảnh thơ ngây hồi còn nhỏ? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment bên dưới và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe và bật vào chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.